Nghe nói Galaxy A51 và A71 mới được nâng cấp thêm tính năng chụp một chạm, ví dụ thế này. Chụp hình không mấy anh chị, chụp hình không. Thôi không chụp đâu, chụp hai cái này nha. Đã bảo là không chụp mà. Nope. Thôi không chụp đâu, cứ chụp mày thiệt tình luôn ạ. Đã bảo là không chụp mà. Samsung Galaxy A51 và A71 chụp một chạm bắt vạn khung hình. Hay thế này nè. Hôm nay tụi mình sẽ tổ chức sinh nhật cho Huko Chi Ahihi. Mình sẽ chụp ảnh cho mọi người nhẹ. À, Huko nè Ahihi. Được không? Nope. Samsung Galaxy A51 và A71 chụp một chạm bắt vạn khung hình. Thôi bây giờ ví dụ nghiêm túc nè. Like an angel in white on the way. Can you be like a drone straight from a song that I've known all along? Can you take the islands just pulling apart the waves as I fall into your arms, tearing up. Samsung Galaxy A51 và A71 chụp một chạm bắt vạn khung hình.